Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 14 tháng 7 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Trở lại bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Ron cam kết vẫn sẽ ủng hộ Tổng thống Trump dù thất bại trong đề cử của đảng Cộng hòa. Lý do Mỹ khó có thể cho phép Ukraine gia nhập NATO và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, thống đốc Florida Ron DeSantis vừa xác nhận ông sẽ ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump nếu ông thua cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024. Cụ thể trong thời gian qua, ông ta dường như đã nhận ra sự yếu kém của chính mình. Sau đó trong một cuộc phỏng vấn mới nhất, ông ta tiết lộ rằng tôi sẽ ủng hộ ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump vào cuối ngày bạn trải qua các quy trình này và cử tri đưa ra quyết định và bạn chấp nhận nó. Với cuộc tranh cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Cộng hòa còn 6 tháng nữa, tổng thống Trump rõ ràng là người dẫn đầu. Một cuộc thăm dò vào tháng 6 của Harvard cho thấy, tổng thống Trump dẫn trước DeSantis với tỷ số cách biệt từ 67 đến 33% và không ngừng gia tăng cách biệt. DeSantis đã giảm nhẹ so với cuộc thăm dò vào tháng 5 của Harvard được thực hiện trước khi thống đốc Florida tham gia cuộc đua. Ngoài ra thì tổng thống Trump giữ vị trí dẫn đầu hai con số so với DeSantis ở nhiều bang khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn ở Nam Carolina, New Hampshire, Wisconsin, New York và Iowa. DeSantis cũng bác bỏ ý tưởng về liên minh Trump-DeSantis khi thừa nhận ông không phải là người số 2. DeSantis cho biết Ông thà duy trì chức vụ thống đốc Florida còn hơn làm phó tổng thống. DeSantis cũng dập tắt mọi suy đoán về việc ai sẽ là người bạn tranh cử cùng anh ấy. Có một chút tự phụ khi nói điều đó ở giai đoạn này. Đồng thời, DeSantis đã chỉ trích cả tổng thống Joe Biden, nói rằng phụ nữ ngoại ô không tán thành Biden và thật không may họ cũng ủng hộ rất mạnh mẽ Donald Trump. Người phát ngôn của Trump Steven Chung sau đó đã bồi thêm rằng Ronny Santis chỉ ở đó ủ rũ và buồn bã bởi vì số lượng cử tri của anh ấy đang dần, dần dần giảm xuống. Lý do Mỹ khó có thể cho phép Ukraine gia nhập NATO Quý vị thân mến, bất kỳ động thái thực sự nào của Washington trong việc mời Kiev gia nhập NATO đều đồng nghĩa với việc sẵn sàng tham gia vào một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga. Theo bình luận của đài RT, Cuộc khủng hoảng Ukraine đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ phải đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng trong việc xác định giới hạn hiện diện quân sự của mình ở châu Âu. Nhiều người tin rằng một lựa chọn ít rủi ro hơn sẽ là hứa hẹn với chính phủ của Tổng thống Zelensky, một số đảm bảo song phương đặc biệt. Khối quân sự NATO được thành lập trên cơ sở phân chia thực sự của châu Âu thành các khu vực ảnh hưởng giữa Mỹ và Liên Xô sau Thế chiến thứ hai. Kết quả của cuộc đối đầu vũ trang lớn nhất trong lịch sử nhân loại, phần lớn các quốc gia châu Âu đã mất vĩnh viễn khả năng tự quyết những vấn đề cơ bản trong chính sách quốc gia của mình. Trong đó, yếu tố đầu tiên là quan trọng nhất chính là quốc phòng và khả năng hình thành liên minh với các quốc gia khác. Châu Âu bị chia rẽ giữa các bên chiến thắng thực sự của cuộc xung đột Moscow và Washington. Chỉ có Áo, Ireland, Thụy Điển, Phần Lan và một phần nhỏ của Thụy Sĩ nằm ngoài khu vực ảnh hưởng của họ thưa quý vị cả hai cường quốc đều có quyền không chính thức để xác định trật tự nội bộ của các vùng lãnh thổ dưới sự kiểm soát của mình ngay cả pháp nước tiếp tục thực hiện tư duy tự do trong nhiều thập kỷ cũng không nghi ngờ gì về việc họ sẽ ngã về bên nào trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột toàn cầu mới NATO được thành lập vào năm 1949 để chính thức tước đi khả năng tự đưa ra các quyết định về các chính sách đối ngoại và học thuyết quân sự của các đồng minh của Mỹ tại châu lục này. Về mặt này, thì NATO không khác gì Hiệp ước Warsaw đã xuất hiện trong phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô. Mối quan hệ giữa Mỹ và các nước NATO khác chưa bao giờ là một liên minh theo nghĩa truyền thống. Trong thế kỷ trước, các liên minh cổ điển đã không còn tồn tại hoàn toàn. Khoảng cách về khả năng quân sự giữa các siêu cường hạt nhân và mọi quốc gia khác trên thế giới trở nên quá lớn. Một liên minh quân sự giữa các nước tương đối bình đẳng là có thể như đã từng có cho đến giữa thế kỷ trước, nhưng vũ khí hạt nhân đã khiến điều này trở nên bất khả thi. Các quốc gia có chủ quyền cũ của châu Âu đã trở thành một căn cứ lãnh thổ mà từ đó các cường quốc có thể đàm phán trong hòa bình và hành động trong chiến tranh. Việc thành lập NATO và sự gia nhập sau đó của các quốc gia như là Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và Tây Đức vào liên minh là một sự chính thức hóa ranh giới thống trị của Mỹ mà Liên Xô đã đồng ý trong quan hệ song phương. Sau khi Liên Xô sụp đổ, việc mở rộng sự kiểm soát của Mỹ đối với các đồng minh cũ của Moscow ở Đông Âu và thậm chí cả các nước Cộng hòa Baltic cũng không phải là một chính sách gây rủi ro nghiêm trọng cho Washington. Ngẫu nhiên, đây là lý do tại sao NATO có một quy tắc không chính thức là không kết nạp các quốc gia có tranh chấp lãnh thổ chưa được giải quyết với các quốc gia thứ ba. Sự mở rộng của NATO sau chiến tranh lạnh dựa trên sự lừa dối với việc Mỹ hứa với Moscow rằng họ sẽ không mở rộng khối liên minh quân sự này đến biên giới Nga. Tuy nhiên, thời kỳ đầu, Nga không đủ sức mạnh để chống lại đồng nghĩa với việc Mỹ có thể tạo ảnh hưởng lên các quốc gia không có mối đe dọa xung đột quân sự ngay lập tức. Cách tiếp cận của Mỹ đối với NATO vẫn đúng với triết lý của những người chiến thắng năm 1945, không có quốc gia có chủ quyền, chỉ có các vùng lãnh thổ được kiểm soát. Một khi quyết định được đưa ra ở Washington, đó chỉ là vấn đề chiến lược để đảm bảo rằng chính quyền địa phương đưa ra quyết định là đúng. Thưa quý vị, điều này ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi mà việc gia nhập NATO của các quốc gia mới trong những năm 1990 và năm 2000 được đóng góp với sự mở rộng của Liên minh châu Âu. Điều này mang lại cho giới tinh hoa tại các nước đó mọi lý do để khao khát gia nhập khối, từ đó họ mong đợi những lợi ích vật chất hữu hình. Đối với một số quốc gia Baltic và Ba Lan, tư cách thành viên trong khối cũng cung cấp khả năng giải quyết các vấn đề nội bộ thông qua chính sách chống Nga bằng cách nuôi dưỡng nỗi sợ hãi đối với người hàng xóm khổng lồ ở phía đông. Ở các nước Baltic, vị thế của một tiền đồn của Mỹ cũng được giới tinh hoa sử dụng để chống lại bất kỳ sự phản đối nào từ những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Đối với các quốc gia đã gia nhập, NATO trở thành sự đảm bảo cho sự ổn định nội bộ. Vì các quyết định quan trọng nhất đối với họ được đưa ra bên ngoài hệ thống chính trị quốc gia của họ, không có lý do gì để cạnh tranh nội bộ và không có nguy cơ gây bất ổn nghiêm trọng. Thưa quý vị, tất nhiên không có quốc gia nào an toàn trước những xáo trộn chính trị nội bộ nhỏ, chẳng hạn như là những xáo trộn chính trị do thay đổi chính phủ, đặc biệt nếu quốc gia nắm quyền không được Mỹ ưa thích, nhưng những thay đổi căn bản thường liên quan đến các vấn đề chính sách đối ngoại đã trở nên bất khả thi. Các chính quyền ở Đông Âu và Baltic ngay lập tức nhận ra rằng họ sẽ không tồn tại lâu trong quyền lực mà không nằm dưới sự kiểm soát của Washington. Sự đoạn tuyệt với Moscow và vị trí ngoại vi của họ hứa hẹn quá nhiều vấn đề. Đối với chính Hoa Kỳ, như chúng ta đã thấy, việc mở rộng sự hiện diện của họ chưa bao giờ đặt ra bất kỳ mối đe dọa hay rủi ro nghiêm trọng nào, ít nhất là cho đến bây giờ. Đây chính xác là những gì đang được chỉ ra bởi những người ở Mỹ đang kêu gọi một cách tiếp cận thận trọng để đáp ứng yêu cầu của chính quyền Kiev về tư cách thành viên. Một lời kêu gọi được hỗ trợ bởi một số thành viên của khối. Điều này được hiểu rằng một cuộc đụng độ quân sự giữa Moscow và NATO sẽ đồng nghĩa với chiến tranh hạt nhân toàn cầu. Tuy nhiên, trở lại thời Liên Xô, Mỹ tin rằng bất kỳ cuộc xung đột nào với Liên Xô đều có thể giới hạn ở châu Âu và sẽ không liên quan đến các cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ của nhau. Có lý do để tin rằng Moscow cũng cảm thấy như vậy trong chiến tranh lạnh. Thưa quý vị, sự mở rộng về phía đông của NATO sau chiến tranh lạnh là một trường hợp giành được các vùng lãnh thổ mà không ai muốn xung đột tuy nhiên trong tình hình hiện nay ở ukraine đối với mỹ không phải là vấn đề giành lãnh thổ mà là lấy nó từ một cường quốc đối thủ muốn giữ washington đứng ngoài điều này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử nato và người ta có thể hiểu những người ở tây âu và mỹ đang kêu gọi xem xét nghiêm túc các hậu quả có thể xảy ra việc mời kiev gia nhập nato có thể có ý nghĩa hoàn toàn mới đối với chính sách đối ngoại của mỹ sẵn sàng chiến đấu trực diện với một đối thủ ngang hàng như nga trong suốt lịch sử người mỹ luôn tránh xa điều này sử dụng những người chơi khác vì lợi ích của mỹ đây là trường hợp đã xảy ra trong cả chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai do đó kịch bản có khả năng xảy ra nhất là mỹ sẽ tự giới hạn mình trong việc hứa hẹn giải quyết vấn đề ukraine và nato sau khi chính quyền kiev đã giải quyết các vấn đề với nga bằng cách này hay cách khác trước khi điều đó xảy ra thì chắc chắn mỹ có lẽ sẽ chỉ hứa hẹn một số điều khoản đặc biệt trên cơ sở song phương Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và cộng sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.